Bán chó làm giàu. Ngày xưa, có anh nông dân rất nghèo nàn, chuyên nghề bán rau đúng củi, đổi gạo sống qua ngày. Tuy nghèo, nhưng anh vẫn nhân từ phúc hậu, thường hay bố thí chén cơm, chén gạo cho kẻ già yếu tật nguyền. Chó ngoan, mày ra tận đây đón tao cơ à? Mày sắp đến ngày sinh rồi còn gì? Trong nhà anh Dần có nuôi chú chó cái. Chú chó lại chuẩn bị sinh con, nên anh chẳng chút ngại ngần nhường cả phần ăn của mình cho nó. Có chuyện gì vậy? Ủa, mày sinh rồi sao? Hả? Sao mày lại chỉ có ba chân thế này? Đúng vậy đó, mà có ai để ý không? Trong cơn mưa tối qua, bỗng dưng có tiếng chó nhà ai tru lên, nghe rợn cả người ấy. Ủa, mọi người không biết sao, đó là con chó nhà cậu Dần ở đầu làng đó. Đêm qua con chó nhà cậu ấy đẻ chó con, nghe đâu ra một con chó trắng, chỉ có ba chân thôi. Ôi thôi, đúng là điềm gỡ rồi, kiểu này chắc tai vạ sẽ đổ xuống làng mình đây. Tôi biết cậu là người tốt, nhưng chuyện này liên quan đến bà con xóm giềng. Chỉ tốt không thôi thì cũng khó. Bà con đều nhất quyết muốn giết bỏ con chó trắng ba chân nhà cậu, vì đó là điềm gỡ. Nếu cậu cứ giữ lại như vậy, thật là làm khó cho bà con lắm. Vâng, cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác đã chuyển lời. Vẫn không đành lòng bỏ rơi mẹ con chú chó, anh Dần quyết định rời khỏi ngôi làng vào rừng sinh sống. Cha cha, hôm nay kiếm được vừa nhiều củi, lại toàn củi khô, chắc chắn sẽ được giá đây. Xem nhìn đất ở đây còn màu mỡ hơn mảnh đất cũ. Nhìn cao lên xanh tốt thế này, thật là thích mắt. Xin làm ơn làm phước. Làm ơn cho lão xin hớp nước. Dạ, con mời cụ. Cậu chu đáo quá, lão thật cảm kích. Nhưng chẳng phải đây là phần cơm của cậu sao? Lão ăn thì cậu ăn gì? Cụ đừng lo, chúng con ăn cả rồi. Ồ trời ơi, chẳng phải kia là chú chó trắng ba chân sao? Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng hôm nay đây, cậu đã giúp đỡ lão đến như vậy, lão vô cùng cảm kích. Nhưng vẫn còn một điều trăn trở nữa, lão muốn nhờ. Có điều gì giúp được, con sẽ giúp ạ, xin cụ cứ nói. Chuyện là ở nhà lão có đứa cháu không may mắc trọng bệnh. Lão được chỉ rằng ở đằng núi phía tây có hang đá, trong đó có loại sâm có thể chữa khỏi bệnh của đứa cháu đáng thương kia. Nhưng cái hang đó đã bị yểm bùa đóng kín cửa, mà chỉ có loài chó trắng ba chân sủa ba tiếng thì cửa hang mới mở. Hóa ra chú chó trắng ba chân lại có thể hóa giải được lá bùa cửa hang ư? Vậy coi như cháu của lão được cứu rồi. Cậu đồng ý giúp lão ư? Nhưng đường đến đó rất xa xôi và hiểm trở, cụ hãy tin tưởng ở con ạ. Vậy là không hề quản ngại gian khó, anh Dần quyết lên đường tìm loại sâm quý về giúp ông cụ đáng thương. Ồ, một chú chó ba chân ư? Thật khác thường. Tôi là thương lái chuyên buôn bán những thứ quý hiếm, thế nhưng đây là lần đầu trong đời tôi nhìn thấy chú chó ba chân. Nếu anh đồng ý bán cho tôi sẽ trả anh 20 quan tiền. 20 quan tiền ư? Xin lỗi, tôi không bán được. Vậy tôi trả 40 quan tiền. Xin lỗi, tôi cần chú chó này để cứu người, tôi không bán cho anh được đâu. Trần đời tôi chả thấy ai từ chối tiền như anh, không bán thì thôi. Cái hang kia rồi. Chó ngoan, dạy sủa 3 tiếng nha. Hả, cụ? Sao cụ lại ở đây? Ta chính là tiên ông ở núi này. Ta đã được nghe đồn về lòng tốt của con, và qua những thử thách đặt ra, con đã chứng minh cho ta thấy tấm lòng lương thiện và đẹp đẽ của mình. Chính vì thế, trong hang này chính là phần thưởng mà ta dành cho con.
và chú chó trắng ba chân mà con vẫn luôn yêu thương, bảo vệ kia, từ giờ sẽ có nhiệm vụ giữ gìn phần thưởng của ta dành cho con, không để cho ai khác xâm phạm được. Dạ, đa tạ tiên ông, đa tạ tiên ông. Ngay sau khi trở nên giàu có, anh Dần vẫn vô cùng tốt bụng và giúp đỡ những người nghèo khó. Tiếng đồn về sự giàu có lẫn tốt bụng của anh Dần vang xa cũng dẫn đến nhiều kẻ nảy lòng tham kéo về. Biết thêm được chú chó trắng ba chân ấy còn xua đuổi được kẻ gian và giữ gìn kho báu cho chủ, người làng vô cùng ngưỡng mộ lẫn tôn sùng và gọi chú là thần giữ cửa. Động lực làm đường. Trời ơi, mình bị sao thế này? Mình ơi, mình sao thế? Để tao đi gọi người giúp. Vợ tôi bệnh nặng rồi, giúp tôi đưa bà đến trạm xá với. Cố lên mình ơi, sắp đến trạm xá rồi. Ông Sinh, có chuyện rồi. Mình ơi, không kịp nữa rồi. Ông Sinh, ông làm gì thế? Tôi mở một con đường qua núi. Nếu làm đường tắt từ đoạn này thẳng sang bên kia núi, thì đoạn đường từ 46 km sẽ chỉ còn khoảng 10 km. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển khi có việc gấp. Ông Sinh, tôi biết là ông đau buồn sau cái chết của vợ, nhưng điều ông định làm thật là ngốc nghếch. Đúng đấy, cả làng từ xưa đến nay cũng đều phải chấp nhận đi vòng qua núi. Mở một con đường là không thể đâu. Đúng là ngọn núi này to lớn sừng sững. Nhưng mọi người nghĩ mà xem, ngọn núi dù cao lớn đến mấy vẫn được vun đắp chỉ từ những viên đá nhỏ. Tôi không thể làm lay chuyển cả một ngọn núi, nhưng tôi có thể bóc đi từng viên đá nhỏ. Và như thế, chúng ta sẽ có một con đường. Không thể được đâu. Ông nhìn xem, ngọn núi này rất lớn. Mở một con đường à? Một việc quá lớn, quá với sức người. Ông sẽ làm đến hết đời cũng không xong được đâu. Vâng, ngọn núi rất lớn nên tôi phải bắt tay vào làm việc ngay. Thật vô ích, sẽ chẳng thế nào làm được đâu. Ông ấy điên rồi. Tôi sẽ làm cùng ông. Nhìn kia, họ cũng làm được một đoạn đường đáng kể đấy chứ. Hai năm sau. Vậy là chúng ta đã thật sự có một con đường. Dân làng thật biết ơn ông. Ông đã tạo nên một kỳ tích tưởng chừng như không thể. Có gì là không thể chứ. Một con đường có thể dài, nhưng nếu mỗi ngày là một đoạn ngắn thì chẳng có lý do gì để không xong. Sợi tóc bạc của mẹ. Thưa chị, ngày mai là lịch chị về quê. Không biết chị đã sắp xếp được công việc chưa ạ? Tôi biết rồi. Khuya rồi, mẹ còn làm gì thế? Mẹ đang gói ít quà để mai chị Lan về, còn mang lên biếu các cô chú trên thành phố. Từ ngày chị Lan mày mở nhà hàng, không mấy khi về nhà. Công việc bận rộn thế, không biết có bị gầy sút đi nhiều không nữa.
Chị hai mở nhà hàng to như thế, chắc sẽ có thật nhiều tiền hả mẹ? Hay, có phải cái gì tiền cũng mua được đâu con. Nó còn lấy đi mất nhiều thứ đi chứ. À, chị Lan về rồi. Lần này chị đi xe ô tô về mẹ ơi. Con ra đón chị vào nhà đi, mẹ đang dở tay. Chị Lan, lại đây đỡ đầu giúp chị đi, đặng quá. Chị đi đường có mệt lắm không? Đi xe điên điều hòa mát rượi thì mệt gì. Đây là quà của mẹ và em. Ơ, à, là quần áo hả? Hôm trước em gọi điện có dặn chị mua cho em một bộ sách Harry Potter mà. Ôi trời, quà nào chẳng là quà. Chị bận nhiều việc lắm, không có thời gian đi mua cho em được đâu. Mà bộ quần áo này đắt tiền lắm đó. Em mà mặc nó thì các bạn của em sẽ ghen nổ đom đóm mắt đấy. Quân ơi, mẹ nấu xong cơm rồi. Mau vào dọn cơm, kẻo chị đi đường xa về đói. Vâng, con xuống ngay đây. Con ra ngoài giếng rửa mặt đi, rồi vào ăn cơm cho nóng. Đi đi con. Nhờ có chị Lan về nên em mới được ăn bữa cơm nhiều món như thế này. Ngon quá. Ăn đi con. Con gà tơ này ngon lắm nè. Thôi, cả năm lúc nào cũng ăn thịt con ngán lắm rồi. Không ăn nổi nữa đâu mẹ. Đây là canh chua cá trong ao nhà mình. Con ăn đi cho mát. Trời ơi, sao lại có cả tóc trong đồ ăn thế này mẹ? Ở nhà hàng của con mà như thế này thì chỉ có đổ vào thùng nước gạo. Thôi, con mệt không muốn ăn nữa. Con đi nghỉ lát, tối con lại phải đi rồi. Mẹ ơi, sợi tóc bạc hơn một nửa rồi nè. Con chó già. Đánh ra để tao coi nào. Bao nhiêu đồ đạc như vậy mà đã hết rồi sao? Chết thật. Chẳng mấy khi mơ được con đề đẹp thế này. Tối lại đánh bài bên nhà Tú Béo nữa chứ. Lấy tiền ở đâu ra đây? Nếu ba mẹ để lại cho con nhiều tài sản hơn nữa, có phải tốt rồi không? Thắng được con đề này thì ăn chơi cứ là thỏa thích. Cái con chó này đã bảo tránh ra cơ mà. Tao chứ không phải là mẹ tao đâu mà mày mừng. À, phải rồi. Mày cũng được đấy. Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ? Tôi muốn bán con chó này. Con chó già quá. Lại xấu xí thế này thì chẳng dùng được vào việc gì. Xin lỗi ông, tôi không thể mua nó. Ông cố mua được không? Chứ tôi đang cần tiền lắm. Không thể là không thể. Mua nó để làm gì chứ? Ông mang nó về đi. Đúng là xui xẻo. Chó không bán được thì biết lấy đâu ra tiền. Hay là mình bỏ con chó này đi. Chứ bán thì cũng không được, nuôi thì lại tốn cơm, trong khi cái thân mình còn chẳng nuôi nổi nữa. Đi đi, tao không nuôi nổi mày nữa đâu. Thôi chết, cứ thế kia thì nó sẽ lên đường bờ, rồi lại theo về nhà mất, không được. Ôi, cứu, cứu với, tôi không biết bơi. Hả, là mày à? Ê, đừng. Cố lên, đừng dừng lại, không được. Ôi, cứu, không. Không, không, đừng dừng lại, bơi đi. Anh tỉnh rồi, bình tĩnh lại đi. Đây là đâu? Tôi được cứu rồi sao? Còn con chó? Nó đây, nó đúng là một con chó dũng cảm. Dù không đủ sức đưa anh vào bờ, nhưng vẫn cố giữ chặt lấy anh. May mà tôi phát hiện ra, nếu không thì... Mà làm sao cả người và chó lại cùng té hết xuống sông vậy? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nghĩ lại thì tôi thấy mình thật không bằng cả một con chó. Ôi, chó cưng của tao, tao ngàn lần xin lỗi mày. Vị khách tham ăn.
Chúc mừng Tân Lan. Cảm ơn. Mời vào, mời vào. Cảm ơn. Mời anh dùng bữa cùng mọi người. Tôi phải ra ngoài tiếp khách, không ngồi cùng anh được rồi. Thông cảm cho tôi nha. Ôi dào, sao lại khách sáo thế? Tôi hiểu mà. Này anh bạn, anh mau ngồi xuống ăn đi, chúng tôi chờ anh lâu lắm rồi đó. À vâng, xin lỗi mọi người. Để mọi người chờ lâu thật ngại quá. Tôi kính các vị một ly để chuộc lỗi ạ. Ôi dào, lỗi làm gì, đồ ăn nguội cả rồi, ăn đi thôi. Bác ấy không cho tôi chuộc lỗi thì chúng ta cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc Tân Lan. Chúc mừng hạnh phúc. Chà, cổ cưới có khác, ngon đáo để. Mọi người ăn xong từ lúc nào thế nhỉ? Thôi kệ, ra bàn làm chén nước tráng miệng đã. Còn 2 canh giờ nữa là có thể rước tân nương về rồi. Chúc mừng anh một lần nữa nha. Cảm ơn anh, hôm nay không tiếp đón được anh, thật ngại quá. Không có gì mà. Thôi, anh cứ đi tiếp khách đi, tôi ra bàn uống chén trà đã. Ừ, thông cảm nha. Cổ ngon mà hoa quả cũng ngon nữa. Chà, ngon thế này mà không ăn thì phí quá. No quá, không ăn nổi nữa rồi. Ôi, cái gì thế? Cái anh này sao lại rót nước trà vào túi áo tôi? Có gì đâu anh bạn, tôi thấy cái túi của anh ăn nhiều quá mà lại đang khát khô miệng, nên tôi mời nó uống tí nước chè thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.